Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái trình duyệt trên iPhone để chúng ta làm YouTube. Trên iPhone thì chúng ta có trình duyệt đây, các bạn nhìn thấy không? Có hình con chim này. Đây chúng ta có hình con chim nhá. Đây hình con chim. Chúng ta có thể tải ứng dụng đó ở trên chỗ Apple. Chúng ta vào tìm kiếm này. Chúng ta ghi Pufit. Đây chúng ta click vào đây. Đây chúng ta tải về thôi. Chúng ta vào và chúng ta mở ra. Khi chúng ta vào trong này thì chúng ta có cái mục 3 chấm này. Chúng ta có mục này. Chúng ta click vào phần cài đặt. Đây có cả chuột này, phím này. Chúng ta có kết nối phím chuột ngoài bằng bàn phím không dây. Để chúng ta dùng như một cái máy tính. Dùng như trình duyệt máy tính luôn. Đây tốc độ chuột này. Chủ đề ánh sáng ấy. Như mật khẩu ấy. Như mật khẩu này chúng ta đăng nhập cái bài khoản chúng ta vào và sẽ lưu lại. Rồi, mình sẽ ra vào lại. Tắt đi. Tắt đi, vào lại từ đầu đúng không? Rồi, dễ. Rồi, đây là trang đầu tiên. Tắt đi. Đây trang chủ. Chúng ta click vào đăng nhập. Chúng ta click vào YouTube. Đây. Click vào YouTube. Đây chúng ta có thể chỉnh lại ở mục này. TV. Yeah. Chúng ta nhớ phải đăng nhập vào youtube.com nhé, thì nó sẽ hiện ra được cái trang nó như ở trên máy tính các bạn. Đây, trên này xem nó như trên máy tính thôi. Các thao tác giống như trên máy tính luôn. Chúng ta có thể thêm thích thoải mái tí. Khi tới đây rồi chúng ta kích vào cái kênh của tôi này. Thì nó ra các cái phần mục chỉnh sửa video. Và chỉnh sửa video này. Đấy, chúng ta có giới thiệu này. Đây, cái video này hôm qua mình sẽ đã tải lên rồi. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Mình sẽ chỉnh sửa nhau nha. Chúng ta kích vào cái bút này để chúng ta chỉnh sửa. Đây. Trên này là tiêu đề đúng không? Chúng ta ghi tiêu đề đây. Ta ghi Duy Thắng. Đây là kênh trial của thằng em. Các bạn nếu mà thích thì các bạn ghi là Duy Thắng. Duy Thắng Gim. Dưới này là phần mô tả. Chúng ta xóa đi. Chúng ta viết kêu gọi. Kêu gọi các bạn. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên phải cảm ơn họ trước. Cảm ơn. Đây chúng ta cho to lên.
nhìn dễ luôn. Cảm ơn bạn. Chúng ta viết cho em xem. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Rồi chúng ta viết cảm ơn họ xem video của mình trước xuống giấy. Bây giờ chúng ta đến kêu gọi này. Các bạn thấy hay nhớ nhấn like, nhấn like này hoặc đăng ký kênh. Đây chúng ta lời kêu gọi như thế. Ở dưới chúng ta biết là các bạn comment nếu các bạn không hài lòng chi tiết nào trên video của mình. Mọi ý kiến của các bạn là ý kiến của bạn mình sẽ thay đổi. Còn ở dưới này là cái thẻ tab, thì chúng ta làm về chủ đề gì thì chúng ta sẽ dùng các thẻ tab để chúng ta SEO cho tốt, để mọi người tìm kiếm cho tốt. Ví dụ như tập gym chẳng hạn thì mình sẽ dùng từ khóa tập gym Duy Thắng. Đây là SEO các bạn, Thắng gym. Đây là chế độ riêng tư này. Chúng ta ấn vào đây để chế độ công khai cho mọi người xem, hoặc là đặt lịch lên. Xong. Đấy, chúng ta đặt lịch lên thì đặt lịch lên. Thì ở chỗ này chúng ta có lịch. Các bạn làm YouTube nhớ là phải đăng đúng lịch ngày giờ nào các bạn đăng lên, thì mọi người theo dõi sẽ đến giờ đấy, họ sẽ háo hức và họ sẽ nhằm đến giờ đấy và vào kênh bạn xem hôm nay video có video gì mới, thì lượt tăng lượng view nhiều nhất cho các bạn. Giờ địa phương. Đăng video này chúng ta nên căn cứ vào các giờ đăng nào hợp lý nhất thì chúng ta đăng. Các cái giờ vàng, khung giờ vàng là những khung giờ họ rảnh nhất ngồi chơi để họ xem video các bạn. Thì các bạn dùng những lứa tuổi gì để các bạn đăng những video như thế? Một là trẻ con thì chúng ta đăng vào lúc 6:30, 7 giờ, hoặc là 10:30. Các bậc phụ huynh lười trông con sẽ cho con xem video các bạn. Đấy. Thì sẽ vào. Còn những video hướng dẫn thì các bạn không làm được như thế. Vì những video hướng dẫn thì họ sẽ xem, họ sẽ đăng ký các cái thông báo. Nếu có những video nào hướng dẫn thì các bạn nó sẽ thông báo lên kênh của họ và họ vào xem luôn.
hoặc kênh vlog. Vlog thì các bạn nhớ đăng đúng thời gian, thì những thời gian rảnh thì họ sẽ vào tham quan các kênh của bạn và họ xem video các bạn. Ở đây thì cũng có tính năng gửi video lên như là trên máy tính. Chúng ta chọn vào đây, chọn vào thư viện. Ok. Đây. Chúng ta quay video này, chúng ta cũng gửi lên như bình thường thôi. Chúng ta gửi lên, đang tải lên. Tải trình duyệt này nếu chúng ta quay video nhẹ thì nó sẽ gửi lên nhanh, các bạn quay video nhanh thì nó lâu và thời gian lâu, dung lượng lâu thì video sẽ lên cực kỳ chậm luôn. Đây họ đang tải lên luôn rồi đấy. Có 8 giây thôi nhưng mà chắc dung lượng lớn thì chúng ta phải đợi. Khi tải lên rồi thì các mục chỉnh sửa video nó cũng giống như trên máy tính, thì các bạn cũng chỉnh sửa như là phần trước mình chỉ các bạn tiêu đề, mô tả. Mô tả này thì các bạn video hướng dẫn cái gì thì các bạn lên mô tả đấy. Ví dụ như tập gym giảm mỡ bụng, hoặc là gym, hoặc là tập bụng chẳng hạn, tập bụng. Dưới này các bạn mô tả như sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập bụng hay nhất, những bài tập bụng hay nhất. Khi chúng ta có từ khóa ở trên tiêu đề, từ khóa phần mô tả thì nó sẽ giúp lượt SEO của mình sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ viết từ khóa ở dưới phần mô tả này 3, 4 từ hoặc là rất nhiều từ. Giờ này thì chúng ta cũng ghi ở tập bụng này. Đây, để chúng ta tạo thẻ tab tốt nhất. Dịch, cài đặt. Vào phần cài đặt này thì chúng ta sẽ cài đặt chuyển đến video ở vị trí nào. Chúng ta chuyển sang Mỹ này, Angela, Pháp, đủ các kiểu luôn. Chúng ta có thể gửi đến chèo.